À, xin chào các bạn. Và bây giờ thì Hoàng chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hoàng Dũng TV nhá. Và ngày hôm nay thì Hoàng Dũng sẽ thử thách sinh tồn ở trong đồi, ở trong trang trại. Và tối ngày hôm nay thì Hoàng Dũng sẽ đi vào trong trang trại để đi săn rồi nhá. Và bây giờ thì Hoàng Dũng sẽ cùng các bạn đi vào trong trang trại của mình nhá. Ký và like và chia sẻ cho Hoàng Dũng nhá. Trang trại của Hoàng Dũng nha. Cái đường đi thì phải không đi. Cái gì? Đi lên. Mày đi kém quá đấy. Phải, đây nó trơn rồi này. Đưa đây, cầm lấy. Từ. À, cầm lấy. Nhìn kỹ lại đó. Xem clip của Hoàng Dũng nhá. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại là mình đang ở trong trang trại của nhà mình đây. Và đó là đường đi dậm vãi cả đái ra ấy. Và đây là anh Ỏi nhá. Anh Ỏi anh đang chuẩn bị đi soi đây. Hôm nay là anh em đi soi cua nhỉ. Bắt cua nhá. Súng này có được quay đây không? Đấy, giỏ hết ở đây rồi. Ở đây Dũng cụ đi quay từ đây đây mọi người ạ. Ở đây là cái nhà trong trang trại của Dũng nhá. Đây. Rồi anh em nhá.
Đâu anh em? Đâu anh ăn hẳn đi anh ơi. Đấy. Kỹ thuật tay kém thế không biết được. Đây là nhà có trong trang trại, nhà cũng chưa có ai ở đây, có hai. Đây là chú Đinh Văn Việt còn FA 12 năm nay rồi, chưa người yêu vẫn còn trinh. Đấy, còn ngon nghẻ này. Đây, đây là con anh Lòi Văn Tòi. Lòi Văn Tòi. Chưa người yêu cũng vẫn còn trinh. Sinh năm 2001, đúng không anh? Đây, và một lúc nữa thôi thì Hoàng Dũng với cả các anh em sẽ đi soi cua. À, mình có FA nhá. Năm nay mình 12 tuổi. Gọi là em tỉnh một tuổi nhá. Ai chưa người yêu thì liên hệ với mình 0338-863-516. Thì thiệt mẹ đọc điện thoại mà nháy chết cổ. Không sao, không có để hết. Anh em nào chưa có người yêu thì liên hệ với mình nhá. Các bạn khi nào rảnh có thời gian các bạn ghé thăm qua trang trại của để nhà Hoàng Dũng nhá. Tóc tại tổ 5 phố Ngọc Trung Minh thành phố Hòa Bình mọi người nhá. Tóc đẹp không? Đẹp thế. Ở quanh đây thì toàn là đồi núi thôi mọi người ạ. À, ban đêm thì quay nó không rõ. Thôi. Chuẩn bị dựng thêm quay đi, quay đi. Cuối năm này anh em nào nhận chạy tour Hà Giang thì đi cùng cho vui nhé. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hoàng Dũng TV mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn được đi tham quan một buổi sinh tồn của Hoàng Dũng ở trong trang trại của Hoàng Dũng nhá. Ngày hôm nay thì Hoàng Dũng sẽ đi bắt cua cùng với một số anh em, nhưng một số anh em đang đi trước rồi. Đây chỉ gọi là một cái clip chơi thôi nhé, nó chưa gọi là hẳn một sinh tồn. Và khi các anh em đi ở trong rừng ấy thì là đêm hôm các bạn là nên mang cho mình một cái gậy đi nhé. Vì đêm hôm là ở đây những cái rắn nó mò nó rất là nhiều. Anh em cầm mày của anh. Nó sẽ lấy quả. Đây. Đây một em cua đây rồi. Mọi người nhá. Ở đây rất nhiều cua đá luôn. Đây. Cho mấy này. Mọi người cũng nên để ý nhá. Những cái chỗ này những con rắn nó trú ngụ rất là nhiều. Nghe là gì ông Việt phép đây. Anh ơi. Anh ơi. Thấy con nào chưa? Một con rồi. Đây anh ơi. Đây. Đây. Nghe làm gì ông Việt phép đây. Ít mẹ này. Con mặt lồn này. Ra đây. Con mặt lồn này ra đây. Con mặt lồn. Ít mẹ mày đau quá. Có không? To bằng bàn tay mà. Mày tả như cua biển ấy. Em rùa anh đâu. Nhưng mà không biết nó chạy vào trong hang này này. Ui hang sâu quá. Tôi bỏ đi. Các bạn thấy không? Đêm hôm thanh vắng mà chỉ có 3 bộ thanh niên đi soi cua. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Cuối cùng thanh niên đã bỏ cuộc. Cái suối này nó chảy rất là dài mọi người nhá. Đây là mình có đi có hết cả buổi tối này, không hết được đến cái dòng suối này đâu. Đây là vườn ổi của nhà Hoàng Dũng nhá. Người nhá. Đây có ổi chín này. Đâu vậy? Ổi chín thế này. Mút luôn. Hôm nay cho mọi người đi tham quan luôn. Vừa đi
bắt cua. Để vừa đi du lịch luôn. Đấy, suýt là bị ngã. Mọi người ạ, ở đây tốt nhất cho lần sau rút kinh nghiệm không đi dép tông. Đi trên đất như anh loài con tòi, anh nhầm, ỏi. Đây như anh người, anh là thợ rồi. Đi trên đất, anh đi rất nhanh. Vâng, anh đã bắt được 4 cua, anh đưa lên đây. Đấy. Cua đá rất là nhiều luôn. Cua đá lại say rồi các bạn ạ. Cái quả gì nó to như quả sung mật đấy nhỉ? Sung đây. Sung mật đây à? Quả đấy không phải sung mật không. Không biết là quả sung mật không nhỉ? Ờ, sung mật thật anh ơi. Quả to thế này. Mọi người ạ, quả sung mật rất là to nhá. Để đây tí mang về ăn. Đây là mọi người ạ, sung mật rất to luôn. Các bạn có thấy một cái điểm gì lạ không? Đi soi như này mà ai cũng có một cái đèn mà không soi đến một con, đến được một con chim nào ngủ. Đấy là một cái điều rất là lạ nhá. Đây là xác một con rắn mới lột. Đấy, các bạn thấy không? Rừng rất là rậm mà không thấy một bóng con chim nào luôn. Có thể là nó ngủ sâu ở trong rừng. Trang trại của nhà Dũng rộng hàng trăm hecta, cho nên là có đi cả ngày cũng không bao giờ hết. Và thậm chí là mình không biết là cái biên giới của nhà mình nó ở đâu nữa. Nhưng mà còn Dũng chưa đầu tư gì vội vào trang trại gì cả, vẫn để đó để rồi sau này kết thúc là hết rồi. Yeah. Hết rồi, còn lâu tối cơ mà. Lâu, cứ đi đi. Ra đi kiểu gì? Đây là đường nhà mình đánh sập và xuống thôi. Đi đường lâu kia có hai đường mà. Đây có hai đường mà. Đây. Đi đường này. Cẩn thận đụng độ các đại ca rắn là chạy đấy. Vì ở đây là hay có những con vắt, cho nên là chú thấy trường hợp là nó đi nhiều quá là mình cũng phải té. Anh này phải chui như này. Các bạn thấy không? Chui như kiểu vãi chữ lồn luôn. Anh ơi đừng cụt rồi. Đi đâu? Đi gì nhỉ? Đây chưa phải là đường cụt. Mọi người thấy không? Đây là bờ rào nhà mình đây rồi. Mọi người có thấy đi rừng vất vả không? Trang quýt.
dụng đấy. Quay ngang. Mắt. Cụt. Cụt sao bây giờ? Anh lên cho em. Các bạn đi rừng hãy để ý xem chân mình hay có những con bắt không nhá. Bởi vì những con này nó cắn rất là nhẹ thôi nhưng mà mất máu. Có mùi cà phê. Đây các bạn thấy không? Chui lủi trong rừng. Để làm clip cho các bạn xem các bạn. Like và chia sẻ nhé. Rồi, kiếm đốt này. Ôi giời, ôi giời. Làm kiếm quá. À. Bên trong này rất là nhiều vắt mọi người nhá. Măng này là măng nhà mình chứ. Các bạn có cảm thấy cảm giác đi rừng thế nào? Phê chưa? Nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Đây đây. Đây đây đây. Lên. Đấy. Bạn thấy chưa? Mình đang cầm máy quay. Cho nên không thể bắt được. Hả? Và kết thúc bằng một con cua to và đường tắt. Đó. Rồi nhá. Kết thúc đường bằng một con cua. Vẫn còn nữa nhưng mà săn đi đường nào? Đường trên kìa. Đấy. Cứ đi đi. Vẫn đi được. Ông ấy đi vào đâu vậy ạ? Ông Đông. Đấy, cái chuyến đi này thú vị không? Quá thú vị luôn. Cẩn thận, cẩn thận. Và đã đến lãnh địa của vắt rồi đấy. Mình phải nói cho mọi người biết chứ. Chạy à? Đâu rồi? Nhanh quá nhờ. Thank you.
Các bạn hãy lưu ý những con rắn xanh nha mọi người nhé. Nó ngụy trang rất là giỏi luôn. Nó nằm bất động trong đêm tối. Nên là mình vào đây là phải đi ổ. Nhưng hôm nay là mình cũng quên mất không mang cái ổ đi theo. Gì đấy? Đi cẩn thận vào. Đi đâu làm nào? Hôm nay là khá nhiều ấy, về đánh say anh ngồi ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Đây này nó mềm này ha. Đâu? Con này to lắm. Để ra. Con này này. To. To. Cầm lên. Thôi để anh hỏi anh lật. Mình cùng xem nhá. Bỏ hòn to rồi ra, con hòn to này. Ui dồi, để bố thiết nó thì. Trần nha. Được, ok. Thôi anh lật đi. Ở từ cho. Nó một chút vào đây rồi. Này anh cần đi anh ngồi em. Bé thì để cho nó lớn. Mình không nên tận diệt nhiều quá. Măng của nhà mình thì quá là nhiều luôn. Biên giới thì rộng quá cho nên là mình không kiểm soát được. Rất nhiều người lấy măng luôn mọi người ạ. Ở đây toàn măng luồng thôi. Các bạn thấy không? Không một bóng dáng con chim nào ngủ. Một con chim sâu cũng không thì có. Ôi ơi, ôi ơi. Con chéo chuồng này có lấy được không? Đâu. Đây. Đây. Mọi người thấy không? Một con chẹo chuột rất to. Con này dán lên thì nó là thôi rồi đấy. Đây. Đấy đấy, nó nói đấy đấy. Đấy đấy đấy. 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 Dũng lên trên rồi. Vào đây rồi, vào đây rồi. Đây. Đấy, đấy. Hả? Nhảy bén. Ok. Nhảy xuống đây. Bây giờ mở con egg. Đâu? Ếch này không nuôi được đúng không? Ếch này không nuôi được đâu. Tối nay lại no rồi, mọi người ạ. Quay về đi xuống rồi. Tính ơi, quay về đi.
Đã con nào nữa? Đứng lên trên đấy, nguy hiểm đấy. Đấy, vừa nghe nói nguy hiểm phát ông là chạy không... không ai theo kịp ông luôn. Đấy, chạy nó tụt quần luôn kìa. Đấy kìa. Lúc thanh niên sợ nó chạy tụt quần luôn. Này, nói cho các bà tiểu thư nhá, lên đây chỉ có tắt điện. Ông dọa quả. Trong rừng này không ai đón trước được điều gì cả, tốt nhất là cái đấy mà im lặng mà đi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình trong một... Ô, đây này, đây. Con nhái. Đây. Đây, ôm nó. Bây giờ mình đã về đến nhà. Được. Chào anh em nhá. Giờ là bọn mình đã về đến nhà. Ở đây, cuộn đã nướng xong đây. Đúng rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hòa Dũng TV nhá. Thôi chào mừng các bạn nhá. Bây giờ anh em mình cũng... mới mời này. Chẳng có gì, uống rượu. Gọi là mấy con cua đang chơi trong dài nhá. Mấy xúc gì anh? Hòa Dũng em. Đây là chào bạn đây. Mời các bạn nhá. Các bạn uống rượu nhá. Các bạn biết đấy là đi vào rừng đêm hôm là rất là nguy hiểm. Cho nên là Hòa Dũng quay cái cảnh này là chủ yếu là cho các bạn đi tham quan thôi. Thôi, mời anh em ăn cua nhé. Đây, cua rất đẹp này. Cua thiên nhiên nhé, không phải mụn dựng gì đâu. Đấy, đi bắt là bằng thật nhá. Đấy. Ăn đi chú. Cua này là ăn cua mà mình tự mò nhá. Đúng không? Ăn đi anh, sao cũng mà hút chuốc vậy? Ăn đi. Rồi, mụn ốc đi. Một cái càng nó tốt lắm. Anh cứ biết cái kiểu mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Không. Rất là đẹp luôn. Đấy, xúc thú. Có xúc đầu đây. Đây này. Đấy, rồi. Anh dùng rượu. Quan điểm của mình là không rượu chè mọi người nhá. Đây rượu này các bạn ạ. Đây chỉ uống nước ngọt nha, không uống rượu nha. Sắp tới thì mình sẽ nhập cái loại rượu mà rượu Bắc Hà mọi người. Có loại rượu mà nó làm cho mình mất vị giác 7 ngày ấy mọi người. Rượu rất là nặng luôn, mọi người ủng hộ nhá. Cái gì? Bạn ơi cho mượn ông Hiếu làm gì? Chết. Này. Bây giờ các bạn là đây là anh Ồi nhá. Anh tên là Ồi, Ồi Vlog mọi người ạ. Anh Ồi Vlog. Những cái đèn này rất là tốt nhá. Đèn này rất tốt, soi được những nhiều món lắm. Tàn và sản. Đây là nhà xây nhà mình ở trong trang trại nha. Đây. Có nhà tử tế nhiều, mỗi tội là chưa có điện thôi. Điện có mất hết rồi. Ngày trước là có điện nhưng bây giờ là cũng không lâu không ở. Trên kia còn một nhà nữa cơ, dưới này là ao, ban đêm mình quay nó không được rõ. Sáng mai sẽ có clip, chiều mai có clip bắt cá anh em mình xem. Con này béo lắm, móc hết đấy. Béo rồi. Còn gì như béo nữa. Đấy. Hẹn gặp mọi người vào chiều mai nhá.